Xin chào các chị, em là Trang từ Nu88. Các chị đã từng nghe về máy rửa mặt Lumispa IO chưa nào? Lumispa IO là một thiết bị chăm sóc da mặt hiện đại với công nghệ massage nhẹ nhàng giúp loại bỏ các tạp chất, bụi bẩn, làm sạch lỗ chân lông, giúp da mịn màng, tươi sáng hơn mỗi ngày. Nhưng để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của sản phẩm, việc lựa chọn nơi mua hàng cũng rất quan trọng. Hôm nay, em xin được giới thiệu đến các chị 10 cam kết vàng khi mua máy rửa mặt Lumispa tại đại lý của Nu88. Đầu tiên, tại Nu88, chúng em tự hào là đơn vị phân phối chính hãng, đảm bảo tất cả các sản phẩm Lumispa đều được nhập khẩu trực tiếp từ Nuskin, thương hiệu uy tín hàng đầu thế giới. Các chị sẽ không phải lo lắng về việc mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thứ hai, Nu88 cung cấp dịch vụ bảo hành tận nhà cho tất cả khách hàng. Trong thời gian bảo hành, nếu máy có bất kỳ lỗi nào, các chị chỉ cần liên hệ với chúng em sẽ cử người đến tận nhà để kiểm tra và sửa chữa. Thứ ba, Nu88 cam kết mang đến cho các chị giá cả tốt nhất. Nu88 luôn cung cấp mức giá ưu đãi nhất cho khách hàng, giúp các chị tiết kiệm tối đa chi phí khi mua sắm. Thứ tư, Nu88 đảm bảo chất lượng tuyệt đối của sản phẩm. Tất cả các sản phẩm tại Nu88 đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao đến tay khách hàng. Thứ năm, Nu88 cung cấp hóa đơn đầy đủ cho mỗi giao dịch, giúp các chị kiểm soát được chi tiêu của mình một cách dễ dàng. Thứ sáu, khi mua máy rửa mặt Lumispa, các chị sẽ được tặng kèm 5 quà tặng hấp dẫn, từ sản phẩm chăm sóc da tới phiếu giảm giá cho lần mua hàng tiếp theo. Thứ bảy, sau khi mua hàng, các chị sẽ nhận được một mã giảm giá cho lần mua hàng tiếp theo tại Nu88, giúp các chị tiết kiệm hơn trong từng giao dịch. Thứ tám, Nu88 cho phép các chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đảm bảo rằng các chị sẽ nhận được sản phẩm ưng ý nhất. Thứ chín, Nu88 cung cấp dịch vụ hỗ trợ hướng dẫn sử dụng qua video call trong vòng 12 tháng, giúp các chị sử dụng sản phẩm một cách tốt nhất, đạt hiệu quả cao nhất. Cuối cùng, chúng em tự hào là đại lý chính thức của Nuskin với hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chúng em hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng, đồng thời luôn cập nhật những sản phẩm mới nhất, công nghệ tiên tiến nhất để phục vụ các chị. Vậy là em đã giới thiệu xong 10 cam kết vàng khi mua máy rửa mặt Lumispa tại đại lý Nu88. Các chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại 083 551 9999 để được tư vấn thêm hoặc nhận được những ưu đãi đặc biệt nhất. Hẹn gặp lại các chị trong video tiếp theo nhé! Chúc các chị một ngày vui vẻ, tràn đầy năng lượng!